Cô xin thân mến chào các em. Hôm nay cô sẽ đến với các em một bài giảng của tuần 23 với môn tập đọc kể chuyện qua bài Nhà ảo thuật. Các em hãy cho biết những người trong tranh đang làm gì? Các bạn thiếu nhi trong tranh đang biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hát chèo, thổi kèn, đánh đàn, đóng vai hề và có bạn đang vẽ. Vậy thì chủ điểm của tuần này chúng ta sẽ được học là nghệ thuật. Và bài đầu tiên trong chủ điểm mà chúng ta sẽ được học đó chính là bài tập đọc kể chuyện Nhà ảo thuật. Đây là bức tranh diễn tả lại hình ảnh của một nhà ảo thuật đang biểu diễn cho các bạn nhỏ và mẹ bạn ấy xem ở ngay tại ngôi nhà của bạn ấy đó các bạn. Vậy chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe cô đọc lại bài tập đọc kể chuyện Nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật. Ở nhiều nơi trong thành phố, người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Chiều nay, trường của Sophie và Mark tổ chức cho học sinh đi xem. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện. Các em biết mẹ rất cần tiền. Tình cờ trong lúc ra ga mua sữa, hai chị em gặp chú Lý, nhà ảo thuật. Các em giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Biết hai chị em thích xem ảo thuật, chú Lý bảo các em chờ một lát. Nhưng chị em Sophie đã về nhà ngay vì nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác. Thế rồi không biết hỏi thăm ai, buổi tối hôm ấy, chú Lý tìm tới nhà. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Bước vào nhà, chú nói, tôi đến để cảm ơn các con chị, các cháu rất ngoan. Mẹ mời chú Lý uống trà, chú nhận lời. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà cứ chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sophie lấy một cái bánh, đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở mặt nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bánh ra. Còn Mark đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra đó là một chú thỏ trắng mắt hồng. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý, đúng là một nhà ảo thuật đại tài. Theo Blyton, Lương Hùng dịch. Bây giờ, các em hãy đọc thầm lại bài Nhà ảo thuật một lần nhé. Sau khi đọc xong bài, cô lưu ý các em, ở bài này có một số từ chúng ta lưu ý để đọc cho thật chính xác. Đầu tiên là từ Sophie, đây là tên của bạn nhỏ. Từ thứ hai là từ lĩnh kỉnh, các bạn lưu ý mình in và thanh hỏi, chúng ta đọc nhẹ giọng. Từ thứ ba là từ chứng kiến, vần yên. Âm cuối là âm N nên chúng ta sẽ khép miệng. Tương tự như vậy với từ thán phục. Các bạn đọc ở đây tiếng thán kết thúc là vần an. Chúng ta không đọc nhầm thành vần an. Các bạn đọc lại một lần nhé. Sophie, lĩnh kỉnh, chứng kiến, thán phục. Ngoài các từ khó cần phải luyện đọc thì các bạn cũng cần hiểu thêm nghĩa của một số từ. Đầu tiên là từ ảo thuật. Vậy ảo thuật là gì?
Ảo thuật là một môn nghệ thuật dùng sự khéo léo tạo ra nhiều biến hóa khiến người xem tưởng như là có phép lạ. Và từ thứ hai chúng ta cần hiểu nghĩa đó là từ tình cờ. Tình cờ nghĩa là bất ngờ, không biết trước, không định trước. Từ thứ ba chúng ta cần phải tìm hiểu nghĩa từ đó là chứng kiến. Chứng kiến có nghĩa là chính mình trông thấy, xem thấy. Điều thứ tư, từ thứ tư là từ thán phục. Vậy thán phục nghĩa là gì? Thán phục chính là việc đánh giá cao tài năng của người khác. Và từ cuối cùng chúng ta cần lưu ý đó là từ đại tài. Đại tài có nghĩa là rất tài. Vậy chúng ta vừa nắm được nghĩa của một số từ ngữ. Các bạn cũng có thể hiểu nghĩa từ thêm. Ví dụ như từ chứng kiến, cô có thể đặt câu như sau để chúng ta nắm được nghĩa của từ. Hôm nay trên đường đi học em chứng kiến cảnh kẹt xe. Rồi bây giờ sau khi hiểu được nghĩa của một số từ ngữ rồi thì cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu nội dung của bài. Câu hỏi đầu tiên, vì sao chị em Sophie không đi xem ảo thuật? Chúng ta dễ dàng tìm được câu trả lời ở trong đoạn 1 của bài ha các em. Vì bố của các bạn đang nằm viện, mẹ rất cần tiền chữa bệnh cho bố, cho nên các em không có dám xin tiền mẹ để đi mua vé, đúng không nào? Thế thì theo em, chị em Sophie không đi xem ảo thuật đã thể hiện sự cảm thông với ai? Và các bạn đã tự nhận thức bản thân của mình như thế nào? Chị em Sophie không đi xem ảo thuật thể hiện sự cảm thông với chính mẹ của bạn và tự nhận thức bản thân là không làm phiền lòng bố mẹ của các bạn. Vậy hai chị em đã gặp ai và đã giúp đỡ nhà ảo thuật như thế nào? À, hai chị em đã tình cờ gặp được chú Lý ở ga và hai chị em đã giúp chú mang những cái đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Vậy tại sao sau khi giúp chú Lý đem đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc mà hai chị em lại không nhờ chú Lý dẫn vào rạp vậy? À, bởi vì hai chị em nhớ lời mẹ dặn là không được làm phiền lòng người khác, cho nên không muốn nhờ chú trả ơn. Thế nhưng vì sao chú Lý lại tìm đến nhà của Sophie và Mark nè các em? À, vì chú muốn cảm ơn hai bạn nhỏ vì hai bạn rất là ngoan đã giúp chú. Và những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người ngồi uống trà với nhau? Rất nhiều điều bất ngờ xảy ra đúng không nào? Một cái bánh bỗng biến thành hai, rồi một dải băng đỏ đủ màu sắc từ lọ đường bắn ra và một chú thỏ trắng mắt hồng bỗng nằm trên chân Mát. Thế sau những chuyện xảy ra khi mọi người uống trà như vậy, thì theo em, chị em Sophie đã được xem ảo thuật chưa? À, chắc chắn chị em Sophie đã được xem ảo thuật ngay tại chính ngôi nhà của mình đúng không nào? Và qua những màn ảo thuật ấy thì mình thấy được rằng nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng đã tìm đến tận nhà của hai bạn nhỏ để biểu diễn, để bày tỏ cái sự cảm ơn đối với hai bạn. Vì hai bạn thực sự ngoan ngoãn và lòng tốt của hai bạn đã thực sự được đền đáp đúng không nào? Qua bài trên thì khi đọc các bạn hãy lưu ý cho cô, ở đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 chúng ta đọc với giọng kể nhẹ nhàng, thân mật, hồ hởi. Còn ở đoạn 4 thì các bạn hãy đọc với cái giọng nhanh hơn, thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ trước cái tài nghệ của nhà ảo thuật. Và lưu ý nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc một số câu và đoạn sau đây. Các em nghe cô đọc mẫu nhé. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện. Các em biết mẹ rất cần tiền. Và ở đoạn sau chúng ta lưu ý nhấn vào một số từ được in đọc và ngắt nghỉ câu cho phù hợp. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn,
Cả nhà chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sophie lấy một cái bánh, đến lúc đặt vào vỉa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh vàng bắn ra. Còn Mark đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra, đó là một chú thỏ trắng mắt hồng. Các em hãy luyện đọc lại câu và đoạn trên cho thật hay nhé. Chúng ta hãy cùng nhau luyện đọc lại bài cho thật hay bằng cách chú ý nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Và ở từng đoạn cô đã hướng dẫn giọng đọc như thế nào, các em hãy thực hành theo nhé. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau kể lại câu chuyện. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Khi nhập vai mình là Sophie hay Mark, em phải tưởng tượng chính mình là bạn đó để kể. Để lời kể phải nhất quán từ đầu đến cuối là nhân vật đó. Không thể lúc là Sophie, lúc lại tưởng mình là Mark. Để dùng từ xưng hô cho chính xác. Và ở đây, nếu đóng vai là Sophie hay Mark, thì em có thể xưng là tôi hoặc em. Ở đây có 4 bức tranh và trên mỗi bức tranh người ta đã có những cái dòng gợi ý. Thì các em hãy lưu ý để chúng ta dựa vào những cái gợi ý đấy kể lại câu chuyện theo trình tự nha các em. Ở tranh 1, nội dung chính các em phải kể được là hai chị em Sophie và Mark xem quảng cáo về buổi biểu diễn của nhà ảo thuật Trung Quốc. Ở bức tranh số 2, chị em Sophie giúp nhà ảo thuật mang đồ đạc đến rạp xiếc. Và ở tranh số 3, chúng ta chú ý kể được nội dung chính là nhà ảo thuật tìm đến tận nhà để cảm ơn hai chị em. Và bức tranh thứ 4 là những chuyện bất ngờ xảy ra khi mọi người ngồi uống trà. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung của bức tranh số 1. Của ví dụ, ở tranh 1, lời của Sophie, bạn ấy thuật lại thì sẽ kể như thế này. Hôm ấy, khắp thành phố đâu đâu cũng dán những quảng cáo và buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Trường tôi tổ chức cho học sinh đi xem. Riêng chị em tôi không đi vì chúng tôi không muốn xin tiền mẹ mua vé. Bố tôi lại đang ốm nằm viện. Mẹ tôi rất cần tiền để chữa bệnh cho bố. Bức tranh số 2. Lời của Mark. Chiều ấy, trong khi tất cả các bạn học sinh trong trường đi xem xiếc thì chị em tôi ra phố mua sữa. Tình cờ, chúng tôi gặp chính nhà ảo thuật nổi tiếng. Chú đang lúng túng giữa đường với bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh. Tôi nhận ra chú ngay vì đã nhìn thấy ảnh chú trên quảng cáo. Ở bức tranh số 3 thì nhà ảo thuật đã tìm đến tận nhà để cảm ơn hai chị em. Tranh số 4, các bạn hãy lưu ý kể được nội dung chính của tranh là những chuyện bất ngờ xảy ra như thế nào khi mọi người ngồi uống trà nha các bạn. Các em hãy tập kể lại câu chuyện cho người thân, cho bạn bè mình nghe. Vậy bài học ngày hôm nay cho chúng ta thấy được hai chị em Sophie rất ngoan, biết vâng lời mẹ và họ rất tốt bụng, đã biết giúp đỡ người khác. Chú Lý là một nhà ảo thuật vừa giỏi vừa nhân hậu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và nhớ lại để trả lời xem nội dung bài học ngày hôm nay là gì. Nội dung bài học ngày hôm nay nhằm khen ngợi hai chị em Sophie là những đứa trẻ ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Còn chú Lý là người tài ba, nhân hậu, rất yêu quý trẻ em. Trong cuộc sống, chúng ta thấy rằng xung quanh chúng ta rất nhiều người cần giúp đỡ và chúng ta cũng thực hiện cái việc giúp đỡ giống như hai bạn nhỏ Sophie và Mark nha các em. Và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta làm điều gì cho người khác thì chắc chắn chúng ta sẽ được người khác trả ơn mà mình không cần phải đòi trả ơn. Về nhà, các bạn cố gắng tiếp tục tập kể chuyện, không những cho người thân mà mình có thể kể cho người các bạn của mình nữa nha các bạn. Ở tiết học sau các em hãy chuẩn bị cho cô bài chương trình xiếc đặc sắc.
Chúng ta hãy đọc bài và tìm hiểu để trả lời được những câu hỏi của bài nhé. Tiết học đã kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cô chúc các em có những bài học thật vui và bổ ích. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Cô xin thân mến chào các em.